Chào mọi người, chào các anh chị em học sĩ nha Hôm nay mình làm cái video chia sẻ với lại anh chị em Về cái chủ đề để mà vừa review ha Cái cục âm ly đó Mà mình vừa trả lời cho có ba đứa em trai ha và đứa em trai có nhắn tin hỏi mình Về cái cách làm như thế nào để mà chỉnh cho cái âm thanh Cho cái cục âm ly 5.1 đó nghe cho nó hay à, rồi có một em khác đó, thì có đặt câu hỏi với mình đó là cũng có cái cục à, uh, um, âm ly uh, AVR 2, uh, 2808 ha 2808 hoặc là 2809 gì đó mình quên mình quên rồi ha nhưng mà đại khái là cục âm ly cũng giống giống như cái cục đó ha à, thì uh, 5.1 đó nhưng mà không biết sao mà cắm vô cái hệ thống mà uh, surround sao đó tức là âm thanh đánh vòng đó, ha đó, đánh uh, 5.1 tức là 6 cái loa đó thì uh, nghe nó ra được ha nghe có tiếng nhưng mà mà mở cho nó friend thôi ha cái kiểu mà loa y e á ha tức là channel y e đó là đánh một cặp ở ngoài trước thôi friend thôi nhưng mà nó không có tiếng thì uh, là bị gì ha thì uh, nói chung nó cũng vòng vòng ở trong uh, ở trong cái vấn đề đó một á là mình uh, uh, chỉnh ở trong cái đầu máy cái đầu âm ly đó chưa có đúng ha tức là cái ngõ input vô lấy tín hiệu vô trong cái âm ly uh, chưa có đúng hoặc là cái khi mà phát âm ra đó xuất ra đó thì cái âm thanh đó nhiều khi ví dụ ở trong đó mình mở cái volume nhỏ mà cái cái em đó có thể là mở volume chưa có đủ lớn để mà nghe ha ví dụ vậy thì nó sẽ có nhiều cái trường hợp ha có nhiều trường hợp thì mình sẽ từ từ mình chia sẻ tại vì trong cái đề tài này thì nó khá là dài ha nếu mà mình chia sẻ hết thì nó cũng khoảng mất khoảng chừng 8 tiếng á ha khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ để cho hết cái chuỗi nói về trong cái âm ly này nhưng mà mình sẽ chia ra nhiều cái video ha, nhiều video từng phần phần cho anh chị em coi mười mấy khoảng mười mấy hai chục phút đổ lại ha cho một cái video thì uh, mình sẽ làm hết nguyên hết uh, banh hết ruột của cái con này ra ha cái em Ly này ra uh, chia sẻ cho anh chị em về cái cách câu hay là chỉnh đồ này kia làm sao sao ha ok thì uh, tóm gọn là trong mấy cái câu hỏi đó thì chung trong này luôn nha nếu mà mình uh, chia cái video ra từng phần đó thì anh chị em nào uh, lỡ mà coi những cái video sau đó À, chưa có coi video đầu đó, thì à, phải mở lại coi video đầu ha. À, mình theo dõi từng cái phần, tức là phần 1, phần 2, phần 3, 4, 5 gì đó ha. Thì à, mình mới nắm vững được cái à, cái ý ở trong này. Mình chia sẻ với lại trả lời cho ba đứa em trai đó luôn nha. Đó, trả lời chung luôn ha. Ok. Thì à, nó có rất nhiều thứ trong này. Bây giờ trước tiên là mình à, ở đây thì mình đã có à, để sẵn ha, để sẵn ở bên đó một cái tivi. tivi mỏng là mình cắm cái cái dây HDMI ha, HDMI vô ở trong cái TV đó ha để mà mình điều chỉnh. Thì có một em trai hỏi mình đó là điều chỉnh có cần phải bắt buộc phải gắn vô TV không? Thì mình trả lời là phải bắt buộc ha. Là tại vì ở trên cái màn hình mà nhỏ nhỏ của cái âm ly đó nó chỉ có hiển thị những cái phần chính thôi. Giống như cái tiêu đề của một cái thay vì ở trong đó nó là một quyển sách đúng không? Một quyển sách mà anh chị em chỉ mới có đọc thấy được cái tiêu đề thôi chứ không thấy được cái chi tiết nội dung ở bên trong. ha. cho nên lý do gì đó thì mình mới gắn nó ra cái dây hdmi hoặc là dây video đó để mà nối vô trong cái cái tivi ha, cái màn hình tivi đó để mà mình nhìn thấy được các chi tiết của nó hết. ok. đó là lý do phải cần thiết ha. mình mới thấy được chứ còn ở trong amply thì mình chỉ đọc được cái tiêu đề thôi chứ mình không có biết là lúc nào nó Yes hay là lúc nào nô no, chỉnh làm sao bấm lên bấm xuống đồng ý làm sao mình không thấy được. ha Ok cho nên là phải bắt buộc cắm vô trong tivi mới setup được nha Ok mới thấy được hết toàn diện của nó Rồi thì uh, cái đó là mình gắn một cái tivi Và mình uh, chuẩn bị một cái microphone ha để ở trên đó cái microphone gắn microphone vô mới chỉnh được nha Chứ còn mà không gắn microphone là không chỉnh được thì tí nữa mình sẽ chia sẻ thêm cái phần đó sau Bây giờ nói sơ sơ về cái nội dung ở bên ngoài đi ha đó, Thì uh, bữa nay mình sẽ ráp với lại cái dàn sơ sơ cho anh chị em coi à, 5 đánh 5.1 nha 5.1 và cách chỉnh Ok 5.1 mà đánh stereo chứ không phải là đánh surround sao nha Đó Thì nội dung nó là như gì Ở đây á, là hai cái cặp loa nhỏ Tức là mấy cái loa này là loa loa dởm thôi ha Loa dởm Tại vì trong cái mình Thường thường mình hay để lại một hai bộ loa dởm ha, Để mà mình thử âm ly nhiều khi mình thử âm ly mà âm ly mình sửa xong rồi này kia mình thử á nó có bị trục chặt gì không á Thì nhiều khi nó có rít cái gì lên đó thì Nó cũng đỡ cháy bát cháy chép ha Và mình thử cho nó thoải mái Có gì cháy mình cũng không có tiếc Tại vì mình gắn những cái bộ loa đắt tiền á thì Lỡ nó cháy thì cũng tiếc ha Thì khá như vậy Thì mình thao hồ mình vọc ha Đây là cặp loa Mình coi như là nó là giống như cặp loa surround sao ha Là nó nằm ở ngoài sau lưng mình đánh tới đó Đánh ngược ra à, Ngoài sau sau lưng mình đó ha Thì cặp này nó gọi là surround sao left hoặc là right ha ở trái là phải ở sau lưng và đó là cái thùng loa subwoofer ha subwoofer điện rồi cái cặp loa một trước loa bự mà loa dởm đó mà, mà, mình làm cái bàn xoay đó ha đó cũng là cặp loa dởm luôn ha đó. loa dởm thì mình để đánh nó giống như là cặp đánh cặp uh, friend ha đó friend mình đánh ở trong này là đánh channel A nha một channel A thôi ok nhưng mà đánh ra hết loa thì uh, cái đó là cái loa sender là mình để ở dưới trung tâm nhỏ nhỏ chơi ha tức là tổng cộng là nó là âm thanh 5.1 là 6 cái đó ha. Ok. Rồi 2 4 6 cái ha. Thì nó có nhiều cái cũng độc đáo ở trong này lắm thì bây uh, giờ mình sơ sơ cái video này mình giới thiệu sơ về cái Ampli này uh, cho nó rõ từng chi tiết cái đã ha. Rồi cái phần kia thì uh, phần điều chỉnh vô thì những cái video khác ha. Ok. Rồi đây là cái uh, nguyên của cái mặt trước ha. Mặt trước của amply hiệu là Denon ha. À hiệu Denon, còn cái model của nó thì uh, là AVI AVR ha, không 2809 ci ha. Ok, thì em trai đó có nói là hình như là 2808 đó. Đó thì 2808 hay là 28 uh, 2808CI rồi, 2809 rồi 2809CI. Ha. thường thường có thêm chữ CI ngoài sau này thì uh, nó đắt tiền hơn vài chục trăm đô ha đó, nó tại vì nó có thêm nó có thêm những cái phần uh, option thêm đó ok rồi thì uh, ở mặt trước của nó là đơn uh, giản là vậy ha thì đây là nút xoá uh, là select tức là uh, cái nguồn tín hiệu vô ha nó để mà mình và uh, bây giờ mình uh, tắt cái này đi đó, những tín hiệu vô ví dụ mình uh, cắm ở ngoài sau vô cái ngõ nào đó ha đó, ví dụ phono á, thì uh, mình bật nó qua phono, đó, thì mình cứ xoay ha. ví dụ mà vô trong uh, tuner tức là radio đó ha, thì mình uh, mình vặn nó đó và mình cứ vặn nó từ từ ha. hoặc là Cyber stereo ha. đó, nói chung là cứ chỉnh từ từ ha. cái nút này khi mà mình cắm vô cái ngõ nào thì mình cứ vặn cái này à, tới cái ngõ mà mình muốn ha. Đó, hoặc là DVR uh, dvr ha, video DVR Arsenal input. Nói chung mình cứ uh, cắm vô đường dây nào ở ngoài sau, ở ngoài sau mặt sau của nó đó, thì ở ngoài trước này mình uh, vặn nó qua ha. Ok tới cái đó, tới ngõ đó thì nó mới vô. Mà trường hợp nó không vô nữa thì mình phải vô trong cái máy mình uh, bấm vào trong cái menu đó, ha để mà mình uh, chỉnh cho nó. Ok. Rồi dvd, cd, rồi để khá như vậy đi ha. Thì mình hiện tại mình đang còn mở cái đầu này. Mình cắm vô ngõ CD thì mình uh, mở nó là CD Ok Rồi đây thì uh, Reset Tuning Hoặc là Source đây, Thì mình đã chỉnh trên nó giống như cái này rồi ha, thì đây bấm nó không ra tác dụng gì hết Này thì Reset Radio thôi Rồi uh, cái khu vực này cũng uh, cũng quan trọng nữa ha, John 23 nè 23 này là để thu ha đó, Thu tức là mình input ở ngoài sau đó, cái khu vực John tức là khu vực ha khu vực 2, 1, 2, 3. Bên đây cũng một loại như vậy, hai là ở bên đây khu vực nó làm, ở bên đây nó để nè. Quick select ha, chọn cho dễ là 1, 2, 3 ha. Nó cũng là liên quan tới phần này luôn. Ok. Cho thì thường thường là out hay là off hay là cái gì đó ha. Thì mình cũng chỉnh bằng này luôn. Coi cái tay mình chỉnh thì nó thay đổi trên nè ha. Đó, ví dụ John 3 nó đề khu vực 3 nè ha. Khu vực 3 CD uh, series ha. Đó, cái gì đó ok thì khi nào mà mình có cắm cái lỗ nào ngoài đó thì ở đây mình chỉnh rồi để khái gì ha tới kế tiếp là video select à, video select thì nó cũng giống vậy thôi ha nó cũng giống như này mình khi mà mình cắm vô cái ngõ nào đó à, ngõ video vô thì mình bấm select ok còn này mình chỉ nghe âm thanh thôi thì uh, nghe nhạc thôi chứ không có cắm video video là hình nha còn audio là tiếng ha audio là tiếng ok thì cái này nó cũng giống y như cái âm ly đợt trước của mình có quay cho anh chị em coi rồi đó ha cái model là evida hai chín hai chín tám ha ci còn này là hai tám chín ci ok ngược lại cái cái đời này nó trước một chút cái này hai tám còn kia là hai chín ha thì cái này khoảng ra đời khoảng năm một nghìn à, năm hai nghìn lẻ năm hay là hai nghìn lẻ sáu gì đó ha tại vì cái kia là 3809 đó. 3809 đó là nó 2007 hiện nay khoảng chừng 2005 ha đó, đoán cỡ đó 2005 rồi thì một dàn âm thanh nó có chỉnh theo dưới này hết rồi nha đó nó chỉnh từng ở dưới đây Ok thì anh chị em để ý ha chọn sao cho nó hay ha thì uh, bây giờ sơ sơ để như vậy trước đi Ok sơ sơ để đây trước đi rồi uh, mình quay hết cái này trước cái đã ha À, còn cái chỉnh thì nó nhiều lắm nó rắc rối lắm thì từ từ tính sau cho mấy cái video khác ha à, mình sẽ đi sâu từng, từng chi tiết thì ở đây nó là cái master volume ok master volume rồi bây giờ mình cái nắp này thì nó đậy gì thôi ha đó mình à, cầm ở ngay cái góc này mình kéo kéo ra cũng được ha khui khui nó ra cũng được hoặc là đẩy sát ở dưới này nè ha đó đẩy sát ở dưới này thì nó, nó hở ra ha đó lắp gì thôi chứ không gì hết ok rồi thì đó là mặt trước còn đây là mặt sau quay sơ sơ cho coi hết cái đã ha giới thiệu sơ về cái âm ly này cái đã rồi đi vô sâu vô chi tiết đó, thì mình sẽ nói thêm sao ok Nói chứ khác cái âm ly đợt trước 2908 hay là 3908 thì mình cũng quên rồi cái đời đó là đời sau mới hơn nữa ha thì nó có thêm một cái phần ở ngay đây nè đó cái phần trống ở đây thì nó có gắn thêm cái dây uh, internet ha à, dây internet để mà mình uh, câu trực tiếp vô trong internet để mà mình uh, tải cái software cái phần mềm về để cho nó program lại đó ha đó, nó cho nó reset lại hết nguyên cái máy đó thì nó có làm ngay chỗ này à, rồi uh, có thêm một cái uh, cũng cái dây uh, internet đó ha nói chung là nó có hai cái luồng ở đó thì nó khác như đó thôi còn tất cả đều là giống nhau hết ha 2809 2, 2908 gì là đều giống như nhau hết chỉ có thêm bớt về một mấy phần đó thôi còn này cũng có cái radio ha radio satellite tức là radio nghe chủ từ vệ tinh đó ha chỉ có cái đó thôi còn tất cả là đều giống nhau hết ha cũng có cái ngõ HDMI ha đó một hai ba bốn input vô ha rồi cái monitor output nè Cũng HDMI luôn Nhưng mà nó Aura TV ha Out ra cái màn hình nhỏ 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 đó đó Để mà mình uh, Tí nữa để mình nhìn thấy Để mình uh, điều chỉnh đó ha Bên trong đó Thì câu như dây Hoặc là mình câu cái dây này cũng được ha Cái uh, rắc loại AVR nè ha Loại thường đó RCA chứ RCA ha Đó loại thường nó cũng được Gọi là rắc bông sen đó Hoặc là S video cũng được ha Loại này cũng được Tức là ba loại 1, 2, 3 Ok rồi thì nó cũng có cái uh, ngõ này ha. cable cái này mình cũng chưa có xài nè. Ha. Mình cũng chưa có xài. À, có lẽ là nó mình thấy nó giống giống cái dây uh, cũng uh, 9 chấu 2, 4, 6, 8. Cũng 9 chấu ha. 9 chấu nó giống y như cái dây mà để mình gắn vô cái monitor của cái computer đó. Nhưng mà hồi sớm mình có lấy mình gắn thử nó không có vừa ha. Nó không có vừa cái này. Thì cái này mình đoán nó giống y như là cái dây của cái uh, cái um, loa Bose 321 đó ha. Cái hệ thống uh, Bose 321 một uh, uh, PS đó đó ha thì nó giống như gì chín cũng chính chấu nè. Mình chưa có nghiên cứu về thằng này. À, kế tiếp thì cũng uh, có mấy cái remote control ha từ phòng này qua phòng kia. Room to room ha. Đó. này là khu mấy khu nhà sang, sang sang thì người ta hay có gắn cái hệ thống gì để giống như là hai ba phòng ba bốn phòng gì đó thì uh, nói chung là đều có điều chỉnh được hết đều có một cái remote control điều chỉnh ví dụ nằm ở trên phòng số một thì mình mở nhạc mà lên mình phòng lỡ nằm phòng số 2 thì mình cũng có remote control mình chỉ chỉ vô trong cái cái sensor mình bấm thôi ha mình nhớ chỗ nào mình bấm thôi thì nó hoạt động thay vì cái này để ở dưới basement hoặc là để dưới phòng khách của mình ở trên lầu mình điều khiển được hết thì nó có cái phần như vậy ha ok cũng giống nhau thôi cái này cái ngõ ra nó cũng cái dạng nó giống như gì nè đó, không biết anh chị em có thấy hay có để ý mấy cái cục adapter không để cho mình sạc cái điện thoại cái đồ này kia đó giống như mấy cái đồ đó, đó ha mấy cái cục adapter đó thì nó có cái đầu giống như gì nè giống như cái cái, cái, cái lỗ của microphone 3.5 ha đó nó giống như gì thì nó cắm vô trong đó để nó lấy ra cái điện 12V DC ha 12V DC 150 ma ha là maximum nó nó có hai cái lỗ này ra để cho mình cắm vô cái thiết bị gì đó để mình sạc hoặc là cung cấp điện ra ha ok rồi tới cái dock control này thì mình cũng chưa có xài nè đó. này mình cũng chưa có xài này thì lỗ anten thôi ha anten và ở đây thì nó có front a ha đó front a tức là đánh một cái cặp loa cặp loa ở ngoài trước như nè loa lớn ha bự ở đằng trước mặt mình đó thì uh, mình đánh cái cặp front a hoặc là front uh, a cùng b luôn ha a cùng b tức là đánh bốn cái ha, đó đánh bốn cái, đánh hai cặp một lúc cũng được ha, ok, rồi nó có cái loa sender sầu sao, sầu sao là hai cái loa nhỏ nằm ngoài sau lưng mình đánh tới đó ha, sầu sao, đó hai cái và thêm một cái cặp sầu sao nữa nằm ở ngoài sau lưng mình mà ở trên đầu đánh xuống ha, ở trên cao đánh xuống, đánh vòng xuống đó, đó gắn thêm cái này, Hiện thường cái này cho nó dày gì thôi, nó giống như kiểu mà à, nhá 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 7 bảy chấm gì đó ha Để khá như vậy cái này thì nó nếu mà theo cái tiêu chuẩn của nó bình thường thì nó là 5.1 thôi còn muốn đánh 7.1 thì mình thêm cái này đó, thêm cái đó ha Để khá như gì thôi thêm loa thôi chúng có gì hết subwoofer thì cũng một cái đó subwoofer ngõ subwoofer đây ha pre out nè ha pre out đó, mình cầu cái lấy cái tín hiệu subwoofer từ này ha, subwoofer viết tắt này, ha. SW nè. Đó mình đang câu vô cái thùng số woofper nè. Ok. Rồi ở đây á nó mình cũng đang câu, nó có mình muốn câu loại nào thì câu ha, tùy theo cái cái đầu CD phát ra của mình hoặc đầu DVD ha. Ở trên này á thì nó là line out tức là âm thanh mình lấy tín hiệu âm thanh từ cái đầu DVD nè. À, nó có hai cái ha. nó có out 1 ha, audio output 1 nè rồi audio output hai ha ok đó hai thì mình thường thường mình hay so sánh á thì mình sẽ cắm vô cái ngõ này ha một cái ngõ này đi thẳng xuống dưới lại cái âm ly vô cd để mà mình đánh analog ha à, mình đánh analog là cái thứ nhất để mình so sánh nè đó analog mà của cái hệ thống cd nó khác nha cái âm thanh nó cho ra khác nha rồi mình đánh cái lỗ cũng n an, cũng analog là output ha đó, output của cái âm của DVD nè, mình sẽ câu nó vô trong cái ngõ DVD ha, DVD để mình đánh 5.1 hoặc là hoặc là 2.1 ha, nó cũng khác luôn, nó khác cái CD bình thường nha, à, nó cũng có cái điều khác biệt trong đó và mình muốn đánh cao cấp hơn nữa, âm thanh hay hơn nữa thì uh, mình sẽ cắm vô cái ngõ này nó digital ha, có CO, hoặc là digital nè, ngõ cổng quang ha, đó cái ngõ cổng quang hoặc là cái ngõ này có một dây một thôi ha thì âm thanh cái chất lượng của nó digital nó hay hơn là analog ok nó thì khi mà mình cắm vô thì input thì mình cũng cắm vô những cái lỗ như gì digital input nè ha nó dvd một hoặc là hai hoặc là ba thì nó tượng trưng cho một là dvd hoặc là hai là set the line ha đó, input thì trong ở ngoài trước đó mình chỉnh mình cũng phải bật qua ha hoặc là mình cắm vô cái ngõ thứ ba nè nó để cd thì mình mở nó qua cd ok thì chung hết trong này thì nó gọi đó là digital input hoặc là nó để là Assignable assignable ha. À, assignable. Hoặc là coaxial, hoặc là uh, nếu mà gắn vô cái ngõ cổng quang này ha, là nó là một là nó tivi gạch cái hoặc là CBS ha. CCBL hoặc là DVR, một DVR2. Đó thì đâu có DVR này riêng ra là out nè ha. Out thì nó có uh, có cái ký hiệu là chấm 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 ha nó khác nè để ao nè ha thì riêng gạch một cái ngay đây đó thì chỉ có này cái hai này là ao thôi còn cái này là in ha input ok là cái đường cổng quang ha gọi là cổng quang ở đây cái friend của nó a hoặc là b thì nó đánh từ 6 cho tới 16 ôm ha đó, hoặc là đánh a cộng b luôn ha thì, thì từ 8 cho tới 16 ôm nói chung cái nào cũng được hết ha à, sau đó thì nó đánh từ cũng 6 tới 16 ôm Ok Rồi thì uh, vòng vòng nó chỉ có như vậy thôi Ở Cái quan trọng nữa là nó là phải cái là cái này ha Make in Japan này nha Chứ còn make in Thái Lan hay là Malaysia, Indonesia thì mấy cái đó quăng hết đi ha Hay là China rồi mấy cái đó quăng hết Bèo lắm là là xài thằng Japan thôi ha Ok Còn mấy cái Indonesia, Malaysia, Philippines Việt Nam, Thái Lan rồi mấy cái đó quăng hết Không có xài, China rồi quăng hết ha chỉ có tháo ra lấy cái đồ phạt nhiều khi thiếu con ốc rồi như vậy nè tháo ra lấy con ốc bỏ qua cái máy khác đó, ví dụ gì ha hoặc là cái lỡ mây có cái ổ nào đó cái nó bị gãy đó ví dụ mình rút ra mạnh ra cái cái này nè đó nó bị gãy cái là mình tháo ra mình cắt ha cắt mình coi thứ ngồi sau cái mạch nó chạy như thế nào đó ha. thì phần nào không ấy thì mình cắt cái phần mạch chạy đó đi ha mình để là cho ngò in ngò out vô rồi mình hàng dậy lại để khái mình lấy cái này. này mình xài cho cái máy khác ví dụ nó lỡ nó bể đó À, tháo mấy này ra. Cắt. Đồ chế nói chung là nhiều ha, rồi nhiều khi mấy cái con uh, ốc vặn như vậy nè, của cái máy khác nó bị gãy đó thì mình tháo này ra mình bóc bỏ vô. Đó là những cái amply uh, dởm mà mình thường uh, lấy lại những cái đồ phạt ở bên trong hoặc là những cái này ha. Nó có bị gãy này nó mất giá trị đó, nhiều khi nó bị gãy cái này. Đó, gãy cái này thay vì cái cục amply này mà nếu mà đời mới cái hồi đó mới ra đó, năm 2005 hoặc là 2006 đó thì nó tới nghìn 1700 đô lần ha. Đó, một cái âm ly này nhưng mà nhiều khi người ta mua về người ta xài vài tháng một năm đó rồi ví dụ lỡ cái này nè, nó nó gắn vô để nó nghe radio đó rồi mấy đứa nhỏ nó, nó, nó đi dướng dấp té hay này kia rồi đó bưng cái gì đi rồi dấp té gãy cái này mất giá trị ha mất giá trị thì mình nhiều khi mình trả hai chục đô người ta cũng bán nữa thay vì người ta quăng thùng rác Ở mỹ đây nó chơi sang lắm nên là nó bị hư hư cái là nó quăng à. thà nó quăng ha thà nó quăng chứ nó không có để xảy ra trường hợp giật hay là chập cháy nhà Đó Nó tính tới cái cỡ đó đó Cho nên nó sợ cháy nhà đó Nó không có biết về điện Cho nên là nó sợ cháy nhà Chập cháy Hoặc là giật chết Mất mạng như chơi Nên thà là nó quăng cái âm ly này Nó mua cái âm ly mới Về nó xài Đó Cho nó không kiểu sửa chơi Kiểu liều như à, Dân ở đông mình ha Dân à, ở châu mình Cái dân nghèo mà Cho nên là à, Chơi tới tận cùng ha chị buồn người ta nói chỉ có bù lon con tán là ăn không nhai không nổi thôi <laughs> nhai không nổi thì mới bỏ ra thôi chứ còn chứ còn bù lon con tán mà nhai được thì cũng chiên xào xả ớt cũng làm bảy uh, bù lon bảy món ha nhậu tới bến luôn <laughs> không? đó là cái uh, <laughs> cái uh, ở ngoài sau này ha mặt sau này thì mình nói sơ sơ gì đó thì uh, nó có nhiều so sánh lắm mình có thể cắm thêm một cái dây vô đây nữa thường mình hay cắm ba luôn ha mình thường thường mình hay cắm ao phút từ cái này nè đó mình cắm ba ngõ ra luôn một ngõ nè à, mình cho nó vô cd thường ha cho nó vô cd thường rồi ngõ thứ hai này đó thì mình cắm nó vô ngõ dvd à, rồi ngõ mà coax cable này nè digital hoặc là ngõ cổng quan đó thì mình sẽ cắm vô để đây để mà mình nghe cái âm thanh digital để mình so sánh đó ha đó mình so sánh ba cái dạng âm thanh của nó như thế nào thường thì mình hay cấm gì thì ở trong video này tạm thời tới đây mình nói sơ sơ vậy ha rồi mà anh chị em sẽ theo tiếp tục theo những video sau mình sẽ nói rõ hơn về cái âm ly này và cái cách để điều chỉnh ha ok anh chị em nào chưa coi thì bấm qua những video khác coi nha bây à giờ tiếp tục nha hẹn gặp anh chị em những video kế tiếp nha bye